30 tuổi vẫn chưa dắt người yêu về ra mắt, chị gái bất lực khi nghe cả họ chúc Tết. Nay đến cuối năm là phải chống lại. Sao kiếm thêm một chàng rể như ý? Chàng chọn được một người chồng như ý. Lướt mạng xã hội những ngày gần đây lại thấy rộ lên chiếc trend dắt người yêu về ra mắt gia đình ngay đầu năm mới. Thế nhưng cũng có những người cũng muốn kiếm người dắt về mà lại không có như chị gái dưới đây. Đoạn clip mới đây được chị gái tổng hợp lại những câu chúc Tết của bà con đăng lên tài khoản cá nhân của mình khiến bao người xem xong cũng thấy đồng cảnh ngộ. Được biết năm nay chị đã ngót nghét 30 tuổi xuân, thế mà khi các cô các dì đến chúc Tết thì chỉ hỏi đúng một vấn đề duy nhất là khi nào lấy chồng, và những lời chúc khiến chị gái nghe xong chỉ biết bất lực, nước mắt chảy ngược vào bên trong. Nay đến cuối năm là phải chống lại. Sao kiếm thêm một chàng rể như ý? Chàng chọn được một người chồng như ý. Phải rất yêu về. Lấy đi. Tình yêu là trên hết. Và cuối năm là dắt anh rể về. Người ta 30 tuổi, con đã được hai lứa, bế bồng hai tay. Thế nhưng chị gái vẫn cứ ế theo chân ái, ế tự do, ế bền vững. Nhiều người khi xem xong cũng thấy đồng cảm cho chị gái vì Tết nhất chưa thấy dẫn người yêu về ra mắt cũng đều bị hỏi. Một số bình luận của dân mạng để lại, cứ bảo lấy chồng mà chồng ở đâu thì lại không chỉ để dẫn về. Tôi cũng y vậy nên đây là lý do năm nay tôi hạn chế đi thăm bà con. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.